Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại với channel game sinh tồn. Thì đây là game Last on the Last Day on the hiện tại thì tôi vừa ngủ thức dậy này, tôi đang ở trong cái phòng ngủ nhỏ nhỏ xinh xinh rồi các bạn thấy chưa đó. Đi ngủ thì trên tay cũng không quên mang theo một con dao dùng để phòng ngừa. Thấy chưa, cái phòng ngủ tôi một cái đèn, một cái chậu cây để cho cuộc sống nó xinh đẹp hơn. Bây giờ thì tập này tôi sẽ đi đến quay trở lại, tôi sẽ quay trở lại cái Bunker Bravo. Hồi tập trước thì tôi đến đó nhưng mà đem nhầm cái thẻ rồi đó, sử dụng cái thẻ B. Bây giờ tôi sẽ đi quay trở lại đó. Đem theo đầy đủ lương thực thực phẩm. Xem hiện tại thì mặc cái bộ đồ đi dạo phố này thì không thể nào mà đại chiến được cái nơi đó đâu. Cái nơi đó có thể là sẽ có những cái con zombie rất là khủng bố, nên tôi chế tạo một bộ giáp. Đây bộ giáp đen, tôi đã chế tạo được cái này rồi. Tôi đã chế tạo trước đó và bỏ vô đây cho nó an toàn. Giờ tôi sẽ đổi đó. Hey, thấy chưa, lố bịch chưa, còn cái nón tôi hết nguyên liệu để làm rồi. Thật là lố bịch, một bộ đồ đẹp vậy đó, đổi cái nón nữa kìa. Ôi giời ơi, còn sắp hư nữa chứ, kệ, hay tháo mẹ cái nón ra luôn á. Tháo cái nón là nhìn được ngầu hơn nè. Ôi giời, cứ như là sát thủ vậy. Tháo cái nón ra đi cho nó đẹp đó, không cần cái nón đâu. Tôi đã mang theo cái thẻ B rồi, mấy miếng thịt với súp cà rốt. Đem theo 15 cái đĩa súp cà rốt. Đây tôi sẽ mang theo một cây súng, sử dụng luôn cái dao sắc thịt heo này thì dẹp đi, không sử dụng được nó đâu. Mang theo một cái con dao, một cây katana dùng để xẻ thịt heo. Thì đó mà có con heo nào xẻ nó nốt nó luôn. Đây, súng ống đó, đầy đủ chưa? Chưa, bây giờ mình sẽ ăn trước cho nó no bụng đi, để tới đó mình có sức của mình quẩy nữa chứ. Hai cái chắc đủ rồi. Gì, uống nước luôn, quất hai chai chút xíu mắc đái thấy bà luôn. Lỡ mà đang đại chiến zombie mắc tè nữa. Khổ. Thôi no chưa, xong rồi, đầy đủ. Bây giờ mình đi ha, đi đến Bunker Bravo. Ok, kiểm tra lại lần cuối cùng. Cái game này thì các bạn chơi nó lên cấp nó cũng không ảnh hưởng gì tới sức mạnh hết, không ảnh hưởng trực tiếp. Có nghĩa là bạn lên cấp thì bạn unlock được những cái trang bị mới, thì bạn sử dụng trang bị mới nó làm sức mạnh của mình thôi, chứ nó không có nâng cấp được cái sức mạnh gì cho nhân vật hết. Đây, Bunker Bravo. Để tôi kiểm tra lại thứ ở đây có bao nhiêu cái Bunker. Hai cái, chỉ có hai cái Bunker là mình có thể đi tới. Ok, run. 48 energy. Đi xuyên qua cánh rừng màu đỏ. Không biết là ở đây có item gì hay ho rồi không? Không biết là ở đây có item gì không? Này, tới rồi, enter. rung quá. Run quá đi.
À, tôi giảm đồ họa lại một xíu nữa đi. Tại vì vừa chơi mà vừa sử dụng cái phần mềm để quay nó hơi bị giật lắc nha anh em. Giờ đi xe đi vô đây. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Cái chỗ này nhìn rất là cũ kỹ. Hình như là bị cháy đen hết rồi. Xe này hư nát, bị cát lấp luôn rồi. Cây rồi bị cháy đen hết trơn. Thôi vô thôi. Đây, một cần một cái thẻ B. Cho này vô đi. Mở cửa. 1, 2, 3. Ủa, cái gì vậy? Bắn nó. Cái gì vậy? Ủa, nó chết rồi. À, mấy con này hơi bị cùi. Là do bật cho nó auto đánh đi. Sau đó tôi sẽ sử dụng cái này chém cục tay cục chân hết. Kha. Không biết bao nhiêu đầy đủ 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 bơm máu hay là không nữa chứ. Trời ơi, còn quá trời luôn. Rồi, nó ra một đống rồi. Mình béo ghẻ phát sáng anh em ơi. À không, tôi phải né cái này, cái. Né né né, ủa né không kịp. Ủa sao không đánh? Ừ. Giật quá. Ý, bậy rồi. Nhắn lỡ nhắn ăn cái uổng quá. Chứ tạo một cái băng co test cái đó. Đó. Để coi mấy con này có cái gì để nhặt không. Nhặt mấy cái miếng giải rách này đi. À, đủ 5 cái chế tạo. Cái bản trước thì nó chỉ cần 2 cái là nó chế tạo được một cái băng co test rồi. Cái bản update này nó đòi hỏi tới 5 miếng là mình nhử từng con thôi. Đó, đó đó đó, nó ra kìa. Chém nó. Đó. Cục cái đầu luôn, thụ máu phúng phúng luôn. Ghê thật. Nếu mà nhử từng con được thì đỡ tốn máu hơn rất là nhiều. Ồ, chém cục đầu mình béo luôn. Làm thêm một cái băng co test nữa. Bơm lên xíu. Còn hình như là khá là nhiều, chưa hết đâu. Kìa, thấy chưa? Từ từ thôi. Trời ơi, nó gãy ngứa cho tôi. Ồ, nguyên một bầy. Lạng đã chưa? Một con cuối cùng anh em ơi, tôi đã hoàn thành rồi. Ok. Chụp ảnh lại cái hả? Chụp ảnh lại một phát nè. Đó. Còn nữa không? Vô mà nó xuất hiện nó là sắp mặt luôn á. Xong rồi, ủa sao cái này bị bể rồi ta, đứt dây điện luôn rồi. Cái chỗ để gõ mật mã nè. Ở đây có gì không? Bắt đầu công cuộc ổ khóa. Cải tủ. Không có gì đặc biệt hết. Còn ở đây hình như là những cái này là khu căn cứ quân đội.
Có hai cái lốc máy, tôi đang cần lốc máy. Có một cái áo kìa. Còn gì nữa không? Có gì đặc biệt không? Súng ống, súng phóng lựu được đâu? Rocket được đâu? Giục dây ra đi. Hết cần cái đó rồi. Cái con transistor này thì tôi có nhiều lắm rồi, không cần đâu. Một cái bình xăng. Ôi không có thấy gì quan trọng hết tới ta. Ôi giời ơi đồ. Một cái AK, một cái M6. Cái này cũng gần hết đạn rồi. Ui giời ơi, bỏ cái gì lại đây? Uống hết nước đi. Xong dục. Lấy cái áo này đi, mặc dù nó không còn độ bền cao nhưng mà thôi kệ, lấy luôn. Còn gì dục ra được không đây? Ăn hết này luôn đi. Ăn hết. Đi rồi đem cái này qua đây, đó. Mình còn đóng được một ô. Ai xa. À có cái nón, mình đội vô được. Tôi qua đây coi có cái gì không rồi tôi sẽ quay trở lại nó. Ui giời ơi, một cái nón sắp hư. Một cái đôi giày. Cái này lấy được. Cái iPhone, à lộng, cái Samsung Galaxy thôi bỏ đi. Không lấy Samsung đâu. Cái nón này không cần đâu. Lấy cái nón này nè, đó. Cái quần này lấy luôn. Còn đôi dài. Còn đôi dài. Bỏ cái gì lại, lấy cái đôi dài đi đây. Bỏ cái gì được đây, đấy. À đúng rồi, cái bô, cái ống bô này đâu cần đâu. Mình còn nhiều mà. Đúng rồi. Thì còn cái này nữa. Thẻ C hả? Thẻ C mình còn nhiều không ta? Lấy thẻ C đi. Cái này khỏi đi. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Đổi cái nón mắc cười chứ. Cái nón không hợp chút nào. Đâu rồi. Cái nón này hợp hơn nè. Nhưng mà mình không còn chỗ để mình này chứa nữa. Thôi kệ nó đi. Đi thôi. Còn chỗ nào để lấy nữa không? Cái đĩa bay. Cái này là cái đĩa bay gì đây anh em ơi? Cái UFO. Không được, không có gì hết. Đi. Có diệt màu đóng luôn. Mình béo nè, mình béo ghẻ phát sáng nè, mình béo dạ quang chứ. Lớp rồi đâu ghẻ mà còn dạ quang nữa chứ, đúng giàu có. Đúng đó, mà ghẻ ghẻ nó cũng đẹp hơn ghẻ người ta nữa. Ghẻ người ta thấy gớm à, ghẻ có ảnh, ghẻ dạ quang. Ghẻ dạ quang đồ. Ghê thiệt. Bệnh dân mai. Bệnh dân. Bậy quá. Bệnh dân mai ghẻ không. Đây xong rồi. Bây giờ mình sẽ rời khỏi cái bunker Bravo này đi. Quay trở về nhà thôi. Coming home. Ủa cái gì vậy? À cái lão già đổi đồ. Về nhà kiếm đồ đem qua đổi không? Còn tới 1 tiếng 33 phút mà. Run. Trời ơi. Chạy một phát còn có 6. 6 cái energy à. Khiếp thiệt. Bận đi bận về xong hết ta mẹ gần 100. Ghê thiệt. Rồi làm sao đi qua được cái lão già này?
Thật lố bệt. Enter, enter. Ôi, vô rồi, vô rồi. Ok, đã quay trở về nhà. Đầu tiên là mình sẽ đi dẹp bớt cái đống quần áo này đi. Đây. Đây. Dẹp nó vô. Thôi mình lấy bộ đồ sắp hư này mặc trước đi. Bộ đồ đang sử dụng cũng không còn lại là mấy. Cây AK. Cây này chút xíu sẽ dùng để tiêu diệt lũ zombie đang tràn tới nhà của tôi. Đó rồi, hết rồi. Bây giờ thì đi qua đây để bỏ một xíu nguyên liệu vô trong cái cổ xe tăng. À không, sử dụng cho xong làm cho xong cái xe cái chiếc Harley Davidson này đi. Còn một cái lốc máy nữa. Và còn chỉ hai món này nữa, Turbo Fox với cái bình xăng. Turbo Gas thăng 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 thăng. Còn những cái khác thì cứ dục vô đây hết đi. Dây điện nè, con ốc con tán nè, rồi xong. Còn những cái đồ khác thì đem dẹp thôi. Nhà có rất là nhiều cửa, ngôi nhà có rất nhiều cửa. Thế tôi xây nhiều cửa không? Dùng để đón tiếp anh em á. Được ba cái đèn pin, ba bình xăng. Pin, ổ pin tôi để ở đâu ta? Để ở đâu tăng á? Đây nè. Ồ, đây có đèn pin đó nè. Trời ơi, sử dụng tùm lum vậy. Giúp tùm lum với đại ca. Đó. Còn những thứ khác thì đem dẹp vô đây. Xe tội, đi thẻ xe tới 7 cái rồi. Biết vậy nãy giục mẹ cái thẻ xe này đi. Rồi, xong. À, còn một con thức ăn nữa. Dẹp vô đây đi. Đồ thức ăn mà còn lon nhóc luôn kìa. Nè, lon nè. Lon nè. Lon nữa nè. Cái này mà đi ăn xin, chắc ăn xin giàu luôn. Cầm bao nhiêu lon đây ship hàng, 60 cái lon. Để dài. Xin. Ồ, còn đây nữa, 8 cái lon không nữa nè. Khiếp. Đi qua đây lấy súp cà rốt ăn đi. Bỏ thêm vô. Lấy cái này ra. Ở đây thì không cần nhiều cái này, dẹp này ra đi đó. Nhà cửa thì khang trang sạch sẽ rồi. Cái này hết giải rồi. Đá. Lấy ra hai cái bàn làm đá cho nó lẹ. Dán thì tôi không có xây nữa, không có làm nữa. Bỏ ra thôi. Đấy. Lấy thêm đá đi lần kia đi. Bỏ vô cho nó tiếp tục làm việc. Còn cái miếng giấy thì dục vô đây. Lấy cỏ đi lần kia để cho nó làm giấy. Đó. Không nên nghỉ ngơi giờ phút nào. Phải siêng năng làm việc chứ. À ha, tôi phải cho thêm củi vô. Bậy rồi, cho thêm củi vô cái lò luyện sắt. Gần hết củi luôn rồi.
Cho thêm củi vô. Cho thêm củi vô, hết củi rồi. Còn 8 cái củi dục vô đây luôn. Đó. Rồi, giờ làm gì nữa đâu? Ăn uống miếng cho nó no say cái rồi đi ra ngoài đại chiến tiếp. Dẹp vô đi. À đúng rồi. Lấy đồ đi 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 đổi trang bị. Không biết là cái ông đó ông đổi cái gì nên cứ đem đại nhiều nhiều thứ vô. Ở đây tôi ra lấy da thêm cái đã. 7 miếng nữa. À, thôi dẹp bớt da đi. 20 miếng đủ rồi, ông không khi nào đòi hơn 20 miếng hết đó. Lấy thêm sắt sắt khối đó. Đinh nữa. Không biết là thằng chả rồi. Đổi cái gì nữa nên cứ đem theo. Nhiều nhiều đồ vô. Cứ đem hết đại đi. Đá luôn, không biết là ông có đổi đá hay là không. Sắt nữa. Còn gì nữa không? Dây luôn đi. Hết rồi. Đi nha anh em. Ôi, nhà cửa đẹp đẽ chưa? Cây cối đồ xanh mát thì chứ. Đẹp không? Nhà cửa vậy là ở mới thích chứ. Mà là mở ra đâu vậy? Mà là thì cái gì vậy? Ủa máy bay rơi. Oh shit, 17. Làm sao mà đi? Đi bộ, cuốc bộ hết 43 phút. Hết energy. Thôi luôn. Xong. Không thể đi được. Trời ơi ác. Phải chi hồi nãy từ đây qua đây là quá 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 nhanh gọn luôn rồi. Thiệt tình. Thiệt là vớ vẩn. Cuốc bộ thôi. Còn energy đâu đi? 3 tiếng 16 phút nữa thì bọn zombie này sẽ tấn công nhà của tôi. Thôi xin tạm biệt các bạn ở đây. Một chút xíu nữa tôi sẽ tiếp tục công việc khi đến cái nơi này, cái chỗ để mình đổi đồ và đại chiến với lũ zombie và tiếng may nữa. Ok, tạm biệt.